trăng ngoài trời mưa rông, nhiều cô đơn lắm thế. Thiên lý ơi, anh con trai ở ngồi đây không? La 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 la. Biết tại sao hôm nay anh em tôi lại cười như này không? Tại vì tôi đang đi ạ. Ai hốt thì mà. Tôi mượn xe của ai thì anh em tôi bây giờ là anh em tôi mới mượn được cái mũ. À không phải mũ mượn mà mũ của tôi mua. Nó đặt ở Lazada anh em ạ. Anh em biết đây mua gì không? Bao tiền? Tại vì là bây giờ là đang là mùa đông sắp đến rồi anh em nhá. Đây cả thâm ạ. Máy quay nó cũng có mũ. Đây. Đâu? Mua đâu? Mua đâu? Mua. Gì có mua ai đâu? Đây nhà nhà mua ai? Mua ai? Mua ai? Đây là nhà nhà. Đây là các chú ấy Giáng sinh nha em nhà. Các chú gì nhà? Lộc mừng, lộc à cái gì nhà? Tân tân gì? Tân lộc. Tân lộc. Đây là tầng nào anh em ơi? Ok. Ai hốt thì mà. Ok. Em biết anh em tôi đội cái mũ này là mũ gì không? Đây là cái mũ để giữ ấm cơ thể để đi trời lắng mưa. Đây như bây giờ tôi đã test con xe này cho anh em xem. Anh em đang chặt mũ. Lắng mưa hả? Lắng mưa là ngấm vào mũi. Ấm sao hả? Bây giờ tôi đã chặt con xe này rồi. Anh em chặt đi. Đội mũ này để hành nghề gì? Chó. Hôm nay anh em biết là đội cái mũ này để làm gì không? Là để tôi sẽ đội mũ này cả tiếp anh em. Đội mũ này để chôn bà lội. Chôn chôn. Chôn à? Chôn à? Chôn. Anh em tôi đã đội mũ này về để chôn bà lội nhá. Nhưng mà trước nhà tôi hay nhỉ anh em nhỉ? Như này á. Và tất cả quỳ xuống. Ôi giời ơi. Mẹ lên. Không. Anh em đội nguyên mũ này và vào nước cứ ngồi im nhìn bà lội ra cứ chỉ nhìn chằm chằm hay bắt chước hành động của bà lội. Không trêu nhà nhà đặt. Như nào anh em à, quý quá. Nhưng mà sao ba tụ điện áp thôi bà nhà người khác chứ. Hay đội mũ này xung quanh nàng trêu à? Chạy bộ. Thế là đạt mày rủ đạt đi. Thôi anh em ạ, anh em tôi trêu ấy thì bố mày là anh em tôi. Đấy, tôi mới đạt được cái mũ này à. Cái mũ này là cái mũ giữ ấm đầu để đi trời mùa đông giá rét anh em ạ. Bây giờ cũng vào mùa. Bây giờ là vào cũng vào mùa thu. Bây giờ là cũng vào mùa thu. Nhưng mà ai cũng nhìn từng trộm cắp. Bây giờ ai vào mùa thu rồi cho nên là bây giờ tôi anh em tôi sẽ đội cái mũ này xong rồi đi vào nhà tôi để gọi bà ra để lên huyện đi lên trộm cắp lên bây giờ anh em tôi sẽ bây giờ. Nhưng mà vạc chôn bà như thế nào? Nhưng mà vạc chôn bà như thế nào? Chôn thẳng rồi, xẻng cuốc cả được rồi. Chôn thẳng rồi, xẻng cuốc cả được rồi. Qua đây, mày hỏi. Nghe đây. Không, bây giờ để biết bà có sợ hay không? Anh em biết là bà mình giống sư tử ở đâu ngồi đúng không? Sư tử ở đâu? Là bây giờ có một con xe kia nó chỉ đi qua và em tất cả chạy ra chặn đầu. Mấy thằng cán chết. Thôi anh em ạ, bây giờ tất cả đi vào. Thế bà đi vào xong rồi cứ ngồi im nhìn bà thôi. Bắt chiếc hành động. Không bắt chiếc, chỉ ngồi im ngồi uống nước. Thế bỏ trốn.
thì cho ăn đấy, trêu như thế đấy. Anh trêu gì? Bây giờ anh mình mà nói vào lộ đúng không? Đúng. Bây giờ anh mình mà nói vào lộ. Cho nên là cứ như này đi vào. Có vẻ hết bụi luôn mẹ à. Cứ như này đi vào. Ok anh em, tất cả chung mũ vào anh Trang. Anh nghề gì anh Trang. Bây giờ đi vào chôn cả nhà nhé. Bây giờ anh em tôi sẽ đi về nhà để bắt đầu chôn bà nội tôi. Chôn về. Bọn này mua ai thích quá. Bây giờ tất cả anh em tôi đi vào để chôn bà nội tôi nha. Ok chào tất cả anh em. Nhưng mà tôi là không lợi ở ai nhá. Thay đi ra khỏi nhà thôi.
Bây giờ bà muốn thế nào? Mày làm sao mày ăn đi? Tôi muốn là anh đi ra khỏi nhà tôi đi tìm thằng Hoàng và đòi. Chứ thì tôi không biết là nó lợi hay không. Bằng số tiền này bọn tôi cút luôn. Tôi có tiền á? Các anh có muốn tiền không? Hả? Hay là tôi gọi công an đến để kiểm tra lực lượng này xem có phải là đòi lợi không? Hay là đi bóc lột? Thế bà có thích nghỉ đến cháu bà hay không? Được, anh cứ giỏi. Đúng rồi, tôi sẽ quản. Này, alo. Đi sắp xèo Hoàng ơi. Ây. U. Bạn đứng đây, cậu đang hiểu cho em tiếp. Ừ. Tôi trốn kiểu gì như thế đây? Chỉ có kẻ yếu và mạnh thế thôi. Còn bọn nào đánh anh tao thì tao đánh chúng mày. Ba gỡ. Bà bắn cái gì vậy? Mày chạy đâu? Bà chơi xuống mày lấy xe nhà tao. Ok anh. Anh em thấy bà được bướng không? Đấy, rạch ngàn, nhìn chất thế ạ. Nhưng hỏi thật bà sợ không? Nếu mà bà sợ thì bà lại thế. Anh em ơi, chỉ còn là bà thôi. Không đùa đâu anh em ạ. Anh em ạ. Thôi bây giờ anh em tôi chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em nhá. Chào anh em. Chào anh em nhá.